在我们的赛后采访，我是余霜，我们邀请到的是 celebrity 来接受我们的采访。那首先第一个问题呢，他们也是今天拿到了世界赛的首胜，他感觉怎么样呢？ Congratulations on the first win here in at the end of the day. So how does it feel? 祝梦cái chiến thắng đầu tiên của em ngày hôm nay. Đây là trận đấu cuối của chúng ta ngày hôm nay và cuối cùng thì cũng đã có chiến thắng đầu tiên. Em cảm thấy như thế nào về cái kết quả này? Trước tiên thì cảm ơn chị. Em thấy có được chiến thắng đầu tiên thì em thấy khá là vui, nhưng mà tuy là game đầu có một trận thua. So first one, he want to say thank you for invite him to the interview, and then he would like to say that he pretty happy with the first win, although they lost the first game, but he feel pretty good now. 他非常感谢我们能够邀请到他来接受这一次的采访，同时也觉得非常的开心。虽然说第一场比赛没能拿下比赛的胜利，但是这一局比赛能够拿下胜利还是蛮开心的。所以下一个问题，因为可以看到他们在第一局比赛的时候是放出了潘森，那我想问问他们为什么会放出这样的一个非常强势的版本英雄呢？Why did you guys left Pantheon open last game? Because it's really OP right now. 哦，trong cái trận đấu đầu tiên của mình thì tại sao mình lại thả Pantheon? Tại vì ai cũng nói con tướng nó bây giờ tướng lỗi hết. Trong trận đầu tiên thì bọn em đã chen nhiều với vị tướng Pantheon và thả ra cho người ta chơi để mình đối đầu với con tướng đó. Thì bọn em chen rất là hiệu quả và đối đầu thành công. Tuy là game đầu game đầu tuy là hơi gục ghè, sợ bọn họ nên bọn em đã để thua thôi, chứ thật ra con tướng đó em thấy cũng bình thường, cũng không đến mức là lỗi. So the reason we left Battle Open in the first game because we have a lot of practice against the champion and we feel really confident when playing against him. I think the loss in the first game just because we are too nervous. I don't think that champion is really like that broken. 我们为什么会放潘森的原因是因为我们准备了非常多能够应对这个潘森英雄的一些方法，所以说我们就把它放出来了。但是我觉得我们第一场比赛输的原因并不是因为潘森这个英雄或者说他很厉害，而是因为我们可能太紧张了。那接下来想要知道的是，他为什么今天会连续的两场选出辛德拉这样的下路的英雄，会不会觉得这个英雄在下路是非常的厉害呢？So what's the strength of Syndra bot? Because you pick it twice a day. Hôm nay chúng ta chọn Syndra 2 lần.Và vậy thì lý do tại sao với sức mạnh gì của Syndra ở đường dưới mà quyết định của đội lại chọn Syndra 2 lần như vậy? Con Syndra thì hiện tại thì em thấy khá là cơ động với những AD khác. Có CC, có nhiều CC rồi đi với nhiều support khác nhau. Nên em lựa chọn con Syndra thôi. So I feel that Syndra is way better than many AD carry in the bot lane because she has CC and she can go with like many kind of support. So I just pick Syndra. 我觉得辛德拉下路比很多的常规的 ADC 都更加的强一些，因为他有控制的技能，同时也可以搭配非常多种的辅助走下路。那最后一个问题，这一次也是他们第一次的世界赛，所以他们会有什么样的目标呢？This is your first world, so what's the goal of this world?Đây là cái chung kết thế giới đầu tiên của em. Vậy thì mục tiêu của cá nhân em ở tại giải đấu này là gì? Mục tiêu cá nhân em thì chắc có lẽ là vô được vào vòng bảng thôi. Vòng bảng của chung kết thế giới. My goal is to get into group play. 我们的目标是能够进入到小组赛。 OK, congratulations and good luck. 我们的赛后采访到此先告一段落。哎，好的，欢迎回来。就其实刚刚采访里面，就是 LK 这边的话也比较谦逊嘛，就是他们对于自己的目标其实期待就是进入到小组赛，这也是我觉得第一次进入世界赛的队伍共同的期望嘛。没错，而且他也问到了嘛。